Tôi phát hiện cái này, tôi phát hiện cái này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiết mục văn nghệ do sinh viên của trường đại học Hoa Sen thể hiện. Đời là một trường học rộng lớn mà ở đó chúng ta luôn có cơ hội thử thách và sửa sai. Chỉ là không có miễn phí và cũng không có sự dìu dắt của các thầy cô như ở Hoa Sen. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện bản thân, nâng cao khả năng tự học trọn đời với tính trung thực và lòng tự trọng. Tôi xin hứa những điều này trong danh dự và sự tự nguyện. Xin hứa! Xin hứa! Cảm ơn các bạn. Thank you.